con, tất cả đồ ở đây em thấy được sale hết nha bà con. Ở chợ Sài Gòn City Marketplace ở dưới, bữa nay chủ mới bữa nay đổi, bữa nay ngày 3, ngày 2 tháng 3 đổi chủ mới á bà con. Em thấy tất cả là đa số là đều treo bảng đỏ hết các bà con. Bảng đỏ tức như là on sale vĩ đại đó bà con. Thì bà con nào mà cứ muốn mua đồ, muốn mua đồ sale mà sale dữ tợn đó, hình như đa số là trong chợ làm thấy là tất cả đều sale hết á. Bà con thấy treo bảng đỏ hết. Thường thường là bảng vàng nha bà con. Nhưng mà tất cả bây giờ là thịt cá gì là treo bảng đỏ hết. Là bữa nay là đang đổi chủ mới á, là sale dữ tợn lắm nha bà con. Này em tường thuật dưới chợ Sài Gòn City Marketplace cho bà con coi á. Bà con nhìn á, đa số là treo bảng đỏ hết, là tại bên này khai trương nha bà con. Tất nhiên là giờ tới cuối tuần á, em không biết tới mấy ngày nữa thì em không biết, nhưng mà em thấy hiện tại là em thấy đa số là được treo bảng đỏ hết. Bảng đỏ tất nhiên là sale ghê dữ tận luôn á. Bà con thấy tất cả là đều bảng đỏ hết ha. Quá cho bảng đỏ không. Bảng đỏ đa số là đợi bảng đỏ hết. Bảng đỏ là sale dữ lắm nha bà con. Bà con nằm mà muốn mua đồ thì cứ mau mau lại đằng đây mua. Sale quá cho sale luôn bà con. Thịt cá rồi là sale hết. Là tất cả đều bảng đỏ là sale hết các bà con. Bà con đi vòng nè. Cua tôm cá gì là sale hết, hoàn toàn là sale hết. Hoàn toàn là bảng đỏ hết các bà con. Tất nhiên là bữa nay là chợ là sale hết hoàn toàn. Sale vài ngày nữa thì em không biết, bữa nay khai trương á thì em thấy tất cả là đều bảng đỏ hết. Bà con mình cứ nhìn thấy tất cả là đều bảng đỏ hết. Sale dữ lắm bà con. Thì bà con nào mà muốn đi chợ mà muốn mua đồ sale đó thì cứ mau mau lại đằng tại Sài Gòn City Market, Sài Gòn City ở dưới đường Broadhead với mặt Ba Đình các bà con. Bữa nay là bà con nhìn nó đa số là treo bảng đỏ hết. Bảng đỏ tất nhiên là sale á, sale dữ tận á. Chứ thường thường là cái màu vàng, tất cả bữa nay là đều treo bảng đỏ hết các bà con, xuống giá hết. Nào bà con thấy không, xuống giá tất cả là đều xuống giá hết. Sale hết. Sale giống như cỡ 25% á bà con. Đồng giữa mà giờ còn đồng, tất nhiên là 50% luôn. Bà con thấy sale quá trời sale. Ai mà muốn mua đồ sale thì mau mau xuống đây. Chợ Sài Gòn City á, ở dưới đường Broadhead mặt Khoa Định các bà con. Tất cả thịt cá là đều treo bảng đỏ hết. Bà con thấy không? Sale dữ tợn lắm. Thì bà con nào mà muốn mua đồ sale thì mau mau chạy xuống. Em thấy giá rẻ lắm bà con. Thấy quá trời, chuyên môn là cái bảng màu đỏ hết. Tất cả là thấy màu đỏ hết rồi bà con. Màu đỏ là on sale dữ tợn luôn. Cái này tầm mấy nè? Tất cả là đều on sale hết bà con ha. Bảng đỏ là tất nhiên sale, thường thường là cái bảng màu vàng. Màu vàng thì bình thường, giá bình thường. Mà ở đây thấy tất cả là thấy treo chuyên môn là bảng đỏ bà con ha. Thấy tất cả là bạn đều bảng đỏ hết. Sale dữ lắm bà con. Ai mà muốn mua hàng sale thì cứ xuống đây. Thì hàng sale bữa nay là khai trương, bữa nay là đổi chưa chủ mới. Sale dữ lắm. Cái hàng này thì em không thấy sale. Em thấy đằng thịt cá là đa số là sale hết. Bà con thấy không? Màu đỏ là sale hết, cái giá màu đỏ đó bà con thấy đa số là quá cho màu đỏ không? Đa số giá màu đỏ là giá sale hết. Bà con thấy không? Đa số là bảng màu đỏ là sale hết. Bà con qua một cây, bà con nhìn bên mì gói. Mì gói nha. Ai muốn mua mì gói thì đặc biệt các bà con. Sale màu đỏ hết, sale giá xuống hết. Tất cả là đèn màu đỏ hết các bà con. Ai muốn mua đồ sale thì cứ mau mau lại đằng chợ Sài Gòn City Marketplace nè. Sài Gòn City ở dưới góc đường Broadhead với mặt Ba Đình nè bà con. Tất cả là treo màu đỏ hết, bà con thấy không? Hai bên nha. Mì gói là màu đỏ, sale màu đỏ hết. Sale hết các bà con. Sale dữ tợn lắm. Bữa nay khai trương, bữa nay đổi chung mới mà.
Thì đó, ai mà muốn mua đồ sale thì cứ mau mau xuống đây bà con. À, bà con thấy hai bên màu đỏ không? Đa số là màu đỏ sale hết, thường thường là màu ta màu vàng đó bà con. Thường thường người ta không có làm cái màn nữa, thường thường ta gắn cái hiệu cái giá tiền nhỏ thôi. Nhưng bà con thấy nhìn đa số là bây giờ màu đỏ hết. À, tất nhiên là chợ mình sale dữ tợn lắm nha bà con. À, thấy quá trời. Rồi bà con nào mà muốn mua thì cứ mau mau chạy xuống. Nói tóm lại là mì gói làm thấy sale hết đó bà con. À, thấy một dọc màu đỏ không bà con? À, thấy một dọc màu đỏ không? À, bà con mình có mua thì cứ mau mau chạy ra đây. À, đa số là thấy màu đỏ hết. Bà con thấy không? Treo giá là treo cái bảng hiệu màu đỏ hết. Là màu đỏ là sale đó bà con. Chứ bình thường là màu vàng. À, bà con thấy màu đỏ hết không? Đa số là màu đỏ hết. À. À, xuống nhà bà con nghĩ nhìn nè. Cái lân súp này thường thường á là 3.99 đồng. Mà giờ xuống còn 2.99 đồng. À, tất nhiên sale dữ lắm. Đó bà con thấy không? Đa số làm thấy bằng màu đỏ hết. Màu đỏ là sale hết bà con thấy không? Ai mà muốn tiết kiệm thì mau mau chạy ra đây. À, sale quá trời sale luôn. À, chợ Sài Gòn City ngay bà con. Ở dưới đường Rock Thất với mặt Khoa Đình. Đa số làm thấy màu đỏ hết. Màu đỏ là sale bà con. Bà con nhìn một vòng nữa không? Màu đỏ hết. Đa số là cái giá tiền là màu đỏ hết. À, em quay vòng rồi không thấy không? Màu đỏ tức là sale đó bà con. Bà con thấy màu đỏ không? Đa số cái giá tiền là màu đỏ hết. À, màu đỏ tức là sale đó. À, bà con thấy màu em. Tại vì bữa nay là khai trương á thì người ta đổi chủ mới thì người ta sale dữ lắm bà con. À, bà con nào mà muốn muốn mua đồ sale thì mau mau xuống đây. Chợ Sài Gòn City nha bà con, ở dưới góc đường Brooklyn cái mặt Hoa Đình. Rồi thôi bye bye bà con nha, mau mau xuống đây nha. Tất cả là em thấy đa số là thấy 90% là thấy bảng màu đỏ đó bà con. Tha hồ chuẩn bị tiền mình xuống đây mua. Thấy 90% là cái bảng màu đỏ là sale, on sale. Bà con thấy nhìn không? Ở đây 100% màu đỏ luôn nè. Thấy đa số là màu đỏ hết đó bà con thấy không? À, sale dữ dội luôn, bà con thấy quá trời màu đỏ không? Nói tóm lại em thấy là đa số là màu đỏ. À, đa số cái giá tiền là màu đỏ hết. Màu đỏ tức là sale bà con. À, này là bà con nhìn thấy không? Màu đỏ không bà con. Tại bữa nay người ta khai trương người ta đổi chủ mới á. Đó. Đó là sale quá trời sale luôn bà con. Mau mau bà con, bởi vậy mau mau chạy xuống dưới là Sài Gòn City Market luôn bà con. À, đa số là màu đỏ hết. Tất cả giá tiền làm thấy màu đỏ hết nha bà con. À, đa số sale dữ tợn lắm bà con, sale cái này kêu bà sale khủng khiếp luôn á. À, bà con thấy không? Thường thường á 4.99 mà giờ còn 3.99. Bà con thấy không? Này 6 đồng mà giờ xuống còn 4 đồng. À, bà con cứ nghĩ là sale bao nhiêu phần trăm thôi. À, thấy không? Cái này cũng là 6 đồng mà giờ xuống còn 4 đồng. À, bà con cứ nghĩ thì sẽ sale là bao nhiêu rồi thôi, thôi biết là. Nhưng mà em thấy đa số vòng vòng làm thấy màu đỏ hết. Thấy màu đỏ, sticker màu đỏ hết rồi con. À, sale dữ tợn luôn. Mau mau xuống Sài Gòn City nha bà con, dưới đường rất hết cái mặt Biden đó. À, bà con thấy không? Đa số là nhãn hiệu giá tiền là màu đỏ hết rồi con. Bà con thấy không? Quá trời, tất nhiên là sale bình thường là tay cái màu vàng. Màu vàng thì giá bình thường nha bà con. Cái sticker bình thường màu vàng hoặc là người ta chỉ làm cái giá tiền nhỏ thôi. Nhưng mà cái này cái giá cái bự tất nhiên á, màu đỏ nữa, cái bự màu vàng thì giá bình thường. Còn cái này màu đỏ mà giá bự nữa là tất nhiên là sale đặc biệt đó bà con. Bà con thấy không? Sale quá trời sale. À, bữa nay đặc biệt ta khai trương ta đổi chung mới mà. À, coi thấy nhìn cái đỏ không? Đa số là màu đỏ hết. À, màu đỏ tất nhiên là big sale á. Này là đại hạ giá quá trời đại hạ giá đó bà con. À, bà con thấy không? Qua wow, chỗ đó không? Rồi thôi điện thoại em hết bên đây, chỉ cần thật cho bà con coi vậy thôi. Em thấy đa số tất cả là đều màu đỏ hết.
nếu mà đi lên đây á, anh chẳng còn thấy màu đỏ đâu bà con thấy không? À, sữa, nước uống, soda là cái nọ là thấy màu đỏ hết, đa số. Bà con thấy không? Màu đỏ không? À, đa số là on sale hết. À, bà con thấy không? Quá trời on sale, đa số. Bà con thấy không? Màu đỏ không? Tất nhiên là on sale, màu đỏ là on sale dữ lắm bà con. À, thường thường là người ta cái màu vàng là giá bình thường, còn màu đỏ này, màu vàng này là cũng sale hơi dữ, hơi sale rồi đó. Tại vì bình thường người ta chỉ có cái nhỏ thôi, cái logo nhỏ thôi. Nhưng mà cái màu đỏ này là super sale đó bà con. Bà con nhìn thấy không? Đa số giá tiền màu đỏ hết là sale dữ tận. À, 6 đồng, 5 đồng, 5 đồng còn 3 đồng. Bà con thấy không? Quá trời sale không? 7 đồng, 7 đồng còn 4 đồng. À, bà con thấy dữ không? Sale không? À, đa số mà em nhìn đa số là em thấy bảng màu đỏ là sale. Mau mau bà con, mau mau chạy xuống Sài Gòn City Marketplace ở dưới đường Rockford với lại Westminster, với lại Rockford với Mạc Hoa Định bà con. À, đa số là sale, giá tiền sale không bà con? Màu đỏ là đa số sale hết. À, bà con thấy không? Đa số vật về mấy cái vật liệu này kia nọ là màu đỏ là sale hết, non sale hết. Bà con thấy màu đỏ không thấy không bà con? À, đa số giá tiền là màu đỏ hết. Nó tóm lại này giống như super sale á bà con. À, giống như super sale quá trời. Cái hiệu là màu đỏ không hết á. Thường thường người ta là chỉ màu vàng thôi. Mà này tất cả là màu đỏ là sale dữ lắm bà con. Cứ mau mau bà con nào mà muốn kiếm kiếm tiền thì cứ chạy lại đây. À, quá trời, đa số là bảng đỏ không đấy bà con. À, nhìn là đa số thấy bảng đỏ hết. Giống như là sale này, sale dữ tạm, sale dữ dội á. Này là sale giống như là sale ghê gớm luôn á. À, bà con thấy không? Đa số nãy giờ đi vòng thấy màu đỏ không đấy bà con. À, sale quá trời sale luôn. Nói tóm là cái gì cũng sale hết. Nước cốt dừa này đáng lẽ là 5 đồng mà giờ xuống còn 4 đồng. Hai bà con nói sale quá trời sale. Đỏ 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 hết, đỏ đỏ tới kia đỏ đỏ sale hết. À, thôi, bye bye bà con nha. Nhìn vòng vòng là thấy màu đỏ không nha bà con. À, màu đỏ tất nhiên là mình màu đỏ là sale dữ lắm bà con. Thôi bye bye bà con nha, mau mau lại đây nha bà con. À, ông quay vòng vòng ha, đa số là màu đỏ không, tại vì bữa nay đặc biệt là người ta khai trương mà, ta khai trương, ta đổi chủ mới mà, thì tất cả là người ta đều on sale hết bên này. Bởi vì bà con nào mà muốn mua đồ mà giá đặc biệt thì ba mau xuống bên này. À, thấy đa số là bà con thấy on sale thấy giá không, đa số là màu đỏ hết. Ở đây cũng màu đỏ, mì gói cũng màu đỏ, nó là màu vàng thì sale nè bà con. Cái màu vàng là đã sale rồi đó, còn màu đỏ là super sale. À, thấy đa số là đi vòng mình thấy màu đỏ không? Bà con thấy không? Treo bảng màu đỏ hết. À, và sale dữ tận luôn á. Chỗ nào anywhere, anywhere chỗ nào cũng sale hết nha bà con. À, cà phê, mì gói gì sale hết, hoàn toàn hết. Đặc biệt nha bà con, dù cũng sale luôn, thấy màu đỏ luôn nha bà con. Nó tóm là chỗ nào cũng thấy sale hết giáo. Bà con thấy không? Quá trời màu đỏ nè. À, bà con nào cũng mau mau chạy xuống đây rock hết với lại mặt gia đình đó bà con. Bữa nay người ta khai trương, ta đổi chủ mới, ta sale dữ lắm bà con. À, này là nay đổi chủ mới nè. Thôi chúc Sài Gòn City Marketplace làm ăn phát tài nha, dạy sự như ý nha, gặp nhiều may mắn, mở thêm dài cái chợ nữa cho bà con được nhờ. Ở bên này ta khai trương đó bà con, bên ta khai trương, bên này ta đổi chủ mới á. À, bữa nay sale dữ tợn lắm rồi. Thôi điện thoại em hết pin rồi nghe bà con, nếu bà con muốn mua đồ rẻ thì mau mau xuống đây nghe bà con, chợ Sài Gòn City dưới đường Rock Hop Mạc Hoa Đình kêu bằng là super sale luôn á. Đa số là màu đỏ không. À, cái màu vàng này á, là đã sale đó bà con. Cái màu vàng này đã sale rồi đó. Thường thường á, là chỉ cái sticker nhỏ nhỏ vậy thôi. Cái màu vàng này đã sale rồi đó. Còn cái màu đỏ là super sale.
À, bà con nhìn thấy màu đỏ không? Đa số đỏ không? Dòng dòng é đi que là màu đỏ hết, bản hiệu là màu đỏ hết bà con. Quá trời sale luôn. À, thôi bye bye bà con, nghe điện thoại hết pin rồi. Thôi bye bye bà con, chúc bà con gặp nhiều may mắn nha. Happy New Year.